Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 21 tháng 4, công ty Vàng bạc Đặc quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,45 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,05 triệu đồng một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua và bán vàng SJC đang là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,40 đến 66,95 triệu đồng một lượng, không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 20 tháng 4. Tranh lệch giá mua bán vàng Doji vẫn duy trì ở mức 600.000 đồng một lượng. Đầu giờ sáng 21 tháng 4 giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 2002,40 đô la Mỹ một ounce, giảm 3,6 đô la Mỹ một ounce so với cuối giờ chiều ngày 20 tháng 4. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 14 tháng 4, 1 đô la Mỹ tương đương với 23.660 đồng, giá vàng thế giới tương đương 57,08 triệu đồng một lượng, thấp hơn 9,97 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.